Chào các bạn. Bên kia là mũi Kim Phong nha. Và hôm nay mình sẽ ra mũi Kim Phong xem nó có gì đặc biệt. Mình đang đứng ở giữa cái bãi gửi xe ở ngay dưới chân tượng Chúa Giang Tay. Và đây là hai cái con đường để đi ra mũi Kim Phong. Bên này là đường chính, hoặc là mình có thể đi qua cái đường này cũng được. Đường bên này là của cái khu du lịch Kim Phong mà đã bị bỏ hoang rồi. Cái này mình đang đi ở trong cái kêu là khu du lịch mũi Kim Phong. Đây là lần đầu tiên mình vào đây. Chỗ này nó có một cái con đường mình nghĩ là khá là đẹp. Nó trồng phi lao, bậc thang đá. Cái này có thể nhìn qua mũi Kim Phong bên kia. Mình sẽ xuống dưới để chụp một tấm hình xem là nó có khác biệt không. Đây có vẻ như là một cái khu du lịch nhưng mà bị bỏ hoang phế. Thực tế thì Cống Tàu là một cái địa điểm làm du lịch rất là dễ, tại vì là nó có biển rất đẹp. Ngoài ra thì là địa phận của nó là giáp danh với lại cả thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, cũng như là nó là một cái nơi có thể lôi kéo được rất là nhiều người. Tại chỉ nguyên thành phố Hồ Chí Minh thôi thì đã là rất là nhiều dân của các tỉnh tới. Người ta đi làm việc sau đó thì cuối tuần muốn có một cái nơi nghỉ ngơi mà. Nhưng mà theo mình đánh giá thì là nó chưa được đầu tư một cách đúng mức. Vì vậy mà rất là nhiều cơ sở hạ tầng nó không tương xứng với cả cái tầm cỡ của cái khu du lịch biển Vũng Tàu, cũng như là có nhiều cái cơ sở thậm chí là bị xuống cấp nghiêm trọng. Trên kia có một cái cặp đôi đang chụp hình cưới. Đây là một cái địa điểm mà được rất là nhiều người lựa chọn để chụp hình cưới cũng như là chụp hình sống ảo. Đây là, mình không biết cây này là cây gì. Nó có hoa màu tím gần giống như là màu tím của hoa lục bình vậy. Nhưng mà không phải, nó là một cái cây sống ở trên cạn. Hôm nay là một cái ngày nắng rất đẹp. Thực sự là mình thấy đáng tiếc cho nhiều bạn từ nơi khác tới Vũng Tàu nghỉ ngơi, và một phần rất quan trọng là chụp hình, nhưng mà thường vướng phải những cái lúc mà thời tiết nó xấu. Như hôm nay là một cái ngày mà thời tiết rất đẹp, trời trong xanh, biển cũng rất là sạch nữa, và sóng thì rất là cao. Đây là một cái công trình hoang phế mà có cái view ra biển rất là đẹp, không hiểu sao lại không kinh doanh được. Mọi thứ đã bị phá hoại nặng nề. Bên kia mình thấy có một cái miếu, không biết là miếu thờ gì nữa. Nơi tôn thờ xin tôn trọng. Chỉ ghi là nơi tôn thờ thôi mà không biết là tôn thờ cái gì. Bây giờ mình sẽ lên trên chỗ cặp đôi đó. Ở đây tự nhiên lại có cái dải cây hoa này, mình không biết là hoa gì. Nó khá là đẹp, còn rất là nhiều lũ, lá rất dày và xanh. Ở đây nó mọc rất là nhiều. Đây có một cái con đường nhỏ để đi lên, mình sẽ đi lên. Đây là cái địa điểm mà nhiều bạn trẻ gọi là cổng trời. Này là mình đang đứng từ dưới, mình phóng mắt lên. Và cái cầu thang này cũng rất là đẹp. Thì ra là nó là một phần của cái công trình bỏ hoang bên này.
thực sự vào ngày nắng đẹp thì ở chỗ này rất là tốt để chụp hình. Cái máy của mình hơi kém cho nên đây là cái góc cực sáng mà mình có thể quay được hình đẹp nhất có thể rồi. Đây là một nơi rất là nổi tiếng, vì vậy rất là nhiều bạn trẻ tới để chụp hình. Khi mà tới đây thì cũng rất là nhiều người ngạc nhiên, tại vì thường trong hình chụp ấy, cái cổng trời này nó rất là cao lớn, nhưng mà khi mà tới đây thì thực tế mà nó chỉ là một cái khuôn cửa thôi, nên cũng rất là thấp, mình nghĩ khoảng 2 mét, hơn 2 mét một chút. Đây hai bạn trẻ này cũng đang tới để chụp hình nhưng mà bị ngược sáng mất rồi. Mặc dù là thời tiết rất đẹp nhưng mà mình nghĩ rằng buổi chiều chụp thì sẽ đẹp hơn, tại vì buổi chiều sẽ không bị ngược nắng. Thực sự là ngược sáng như này thì rất là khó để chụp hình. Nếu mà chụp mà thuận sáng thì hôm nay là một trời ngày trời nắng rất là đẹp. Bên này có một cái khu quán xá, mình cũng không rõ nữa nó là thuộc cái khu du lịch Nghi Phong hay là nó là một cái doanh nghiệp khác, nhưng mà cái quán này cũng là một cái quán mà có view đẹp, phải nói là rất đẹp luôn. Tuy rằng nhìn có vẻ hơi lụp xụp và bàn ghế thì cũng không có được chỉnh chu lắm. Mình sẽ đi theo cái đoạn chụp hình cưới này. Đây còn một cặp nữa này. Hiện tại thì hôm nay là ngày thứ 3. Trời nắng đẹp và có tới 3 đôi. Hiện tại 8 giờ thì có 3 đôi tới đây để chụp hình cưới. Đây là đường lên, cái chỗ cao nhất của cái đỉnh Nghi Phong. Nhưng mà mình nghĩ là cái chỗ mà gọi là Nghi Phong nó phải ngoài kia thì mới đúng. Ở đây cái sóng nó đập vào những cái bờ đá, nó tạo thành những cái bọt trắng nhìn rất là đẹp. Đây còn một cái bậc thang nữa để đi lên, lên chỗ cao nhất. Đây là chỗ cao nhất rồi. Và ở phía trên kia là tượng Chúa Giang Tay. Mình nghĩ rằng đây là một cái công trình bị bỏ dang dở. Đây có một cái cột mốc và người ta ghi là mốc địa động lực. Bên kia là toàn bộ tổng thể cái khu du lịch bị bỏ hoang, rất là đáng tiếc. Bên kia có một cặp thuyền chống mái, màu sắc nó đổi bật ở giữa cái mặt biển luôn. Ở đây lúc nào cũng có tiếng sóng ầm ầm vậy. Mình dự tính là sẽ đi ra cái bãi trước nữa, nhưng mà ghé vào cái mũi Nghi Phong này không ngờ nó lại đẹp như vậy. Và hôm nay thì bắt gặp được tới 4 cặp đôi chứ không phải là 3. Và mình nghĩ là từ giờ đến chiều có khi còn nhiều cặp đôi khác nữa ra đây để chụp hình cưới. Rồi có những cái cặp tình nhân nữa cũng ra chụp hình đôi.
bây giờ tất cả những cái điện thoại, smartphone nó đều có cái chức năng chụp hình, thực sự là nó thỏa cái gọi là cái niềm đam mê của rất là nhiều người luôn. Và cái Vũng Tàu là một cái địa điểm tuyệt vời để người ta thỏa cái đam mê như vậy. Có rất là nhiều cái địa điểm đẹp để chụp hình tại Vũng Tàu. Và nó sẽ tạo ra được những cái hình ảnh mang cái tính phóng khoáng. Tìm nãy giờ mới thấy cái cặp kia. Trời, chỗ này đúng là chụp hình sẽ rất là đẹp. Chỗ này vách đá, đường đi rất là nguy hiểm nha. Mình sẽ men theo cái đường này đi. Ở chỗ này nếu mà zoom lên thì sẽ rất đẹp. Mấy người này cũng đang tìm góc để chụp hình. Và những cái ngày nắng đẹp như thế này thì ra mũi Ninh Phong để chụp hình thực sự là sẽ rất đẹp. Trời xanh, biển xanh, các cái thảm cỏ nó cũng xanh nữa. Rồi các cái vách đá nó tạo thành cái những cái mảng màu gọi là tương phản rất là rõ nét. Nhất là những cái cặp đôi để chụp hình cưới á, thì thường thường là cái bộ đồ trắng của cô dâu nó sẽ trùng với lại cả cái màu bọt biển, do nước biển nó đập vào cái vách đá sẽ rất là đẹp. Ngay đầu lên chú để ơi, cho ngã người sao chú đi cho ơi, có hoa cặp giữa mình cho ngã hơn thì sao, ngược lên đúng rồi, chính xác, ngay đầu lên xíu nha, rồi duyên. Ở trên này mình thấy là cũng không có nhiều rác. Nếu như mà được thu vén một chút để cái nền đất nó không quá trơn trượt, do là người ta bỏ hoang á, sỏi cát lẫn lộn đi rất là trơn trượt và nhìn cái nó cũng không có được bắt mắt, thì cái mũi Ninh Phong thực sự rất tuyệt vời. Chỗ này nó có một cái góc để chụp hình rất là đẹp. Ở trên bãi biển cũng có thể chụp được những cái tấm hình rất là đẹp. Nếu mà muốn chụp được cái hình ở trên bãi biển đẹp, thực tế là không nên tới vào những cái thời điểm mà nó quá đông người, nên tới vào những cái ngày nó vắng vẻ một chút. Thực tế là thứ bảy và chủ nhật cũng đã rất là đông rồi, nên là mình sẽ rất là khó khăn để tìm được những cái khung cảnh mà vắng vẻ. Bãi biển thì nó phải tạo cho người ta được cái cảm giác tự do, thoải mái và phóng khoáng, nhưng mà nếu mà bãi biển mà đông nghìn nghịt thì thực sự là cái bức hình nó sẽ không thể hiện được cái tính chất của nó. Và lên cái mũi Ninh Phong này chụp hình thực sự là một cái lựa chọn tốt, tại vì ở trên này cho dù thế nào thì vẫn có những cái góc đẹp và không có bị dính người ở trong đó. Đến lúc ra về rồi hắn còn có một nhóm đang chụp cô dâu chú rể ở đây nữa này. Có một cái điều mình nhận thấy là người ta đang xây dựng một cái, không phải, không biết là có phải là một cái căn cứ quân sự không, nhưng mà mình nhận thấy cái công trình này người ta đang ghi là khu vực quân sự. Mình sợ rằng sau này thì sẽ không được tới đây tự do để mà chụp hình sống ảo nữa. Hoặc có thể là sẽ phải thông qua một cái hình thức nào đó. Đây là một cái góc chụp hình rất là đẹp. Cầu thang đi lên khu du lịch Ninh Phong. Cầu thang này bằng đá. Nó tạo được cái cảm giác nó
nó hoang dã, chứ không phải là những cái bậc thang bằng xi măng hay là lát đá. Thực sự nói đi nói lại, mình vẫn cứ muốn nói là cái khu du lịch Linh Phong này bỏ phí hoài. Cái view của nó là một trong những cái view đẹp nhất.